Cháu có 20.000 bạn. À không sao, bà có tiền lẻ trả lại. Đây bà của con này. Đây, cô nhà bà ngon lắm nhá, ăn no rồi nhá, hôm nay thi làm bài tốt không con? Con làm được à? Ờ, dễ không? Ui, đề cũng dễ. À thế à? Ừ, đấy, con mày là học giỏi lắm ấy. Bốn mắt thế kia là học giỏi là đúng. Thôi, con đi đây, con đi đây. Ừ, ăn no rồi về nhá. Cốc, 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 có ai ở nhà không? Cháu ơi, nó vào đi. Bà ngon chứ, còn mệt suốt là không ra mở cửa được đâu. Mày cứ mở cửa vào đi. Cháu ơi, cháu là ai? Đến đây có việc gì đấy cháu? Cháu là bác sĩ, xin khám bệnh cho mọi người. Thế à? Ôi dồi ôi, hôm nay đúng thì đẹp quá quá. Thiệp bộ của con nó tan rồi, đông quá. Ôi, hôm nay mình bán hàng sớm là từ sáng là bán được bao nhiêu, còn ít nữa thôi. Cháu, cháu mua xôi đi. Thôi, cháu bà. Bán hàng vừa đói rồi đúng không? Bao nhiêu một gói em bà ơi? 10.000 thôi con. Ôi dồi ôi, đây, 10.000 đây, 10.000 đây. Rồi, bà xin nhá. Con, mua xôi đi con. Đây là một hộp. Đây, 10.000 con ơi. Dạ. Ừ, xôi của bà thơm lắm. Ôi con mua nó đi con. Ở đây. Nhưng mà cháu có 20.000 bà. À không sao, bà có tiền lẻ trả lại. Đây bà của con này. Đây, cô nhà bà ngon lắm nhá, ăn no rồi nhá, hôm nay thi làm bài tốt không con? Con làm được à? Có dễ không? Ui, đề cũng dễ. À thế à? Ừ, đấy, con mày là học giỏi lắm ấy. Bốn mắt thế kia là học giỏi là đúng không? Con đi đây, con đi đây. Ừ, ăn no rồi về nhá. Ừ, rồi lúc nào đi lên học bài học ở trên này rồi biết đâu để gặp bà nhỉ? Ừ, bà bán hết thôi chưa? À, bà thì còn gói thôi, không bán được hết, bà về bán. Ừ, cho bà nhá. Bà về thôi, ừ. Về nhá, bà về đây. Nhào mà cũng lại cái ngày mà. Đúng rồi thì Hà thi được học này có này cháu, con buồn nhá. Không thi được à? Ôi không sao cháu ạ. Năm nay không thi thì sang năm mình thi. Con phải buồn. Nhớ về ở nhà học hành con lắm. Sao con? May quá, buổi sáng rồi bà bán hết xôi nhưng còn một gói, con ăn tạm một gói xôi của bà đi. Xôi của bà ngon lắm, con ăn đi rồi á, lấy chút rồi bà còn về. Quê con ở đâu? Từ đây về Quảng Ninh mất bao nhiêu tiền hả con? Đây từ sáng giờ bà bán được hết cả một cái gói xôi của bà đây. Bây giờ nhớ, bà cho con 70.000 tiền xe mới thêm 10.000 tiền về nhà gọi điện cho ba là mẹ ra đón nhớ. Bà ơi, con có cầm đi, có cầm mà về chứ bây giờ làm gì có tiền mà về. Bà hôm nay cũng bán được nhiều hàng, ngày mai bà đi bán lại bà để kiếm được tiền đi mà. Con cứ cầm lấy nhớ, để mà về nhớ. Ừ, con cứ ăn đi xong rồi đi về đi, xong rồi cố gắng lên nhớ. Đi làm bài tốt không? Thế là con ăn nắm thôi để đi rồi á, chuẩn bị đi ra tàu xe mà về đi. Ừ, không sao con ạ, bà giúp được ai cái gì bà giúp thôi. Ừ, đi về đi cho kịp tàu xe nhớ con nhá. Ừ, tạm biệt con. Ừ, tạm biệt con. Ừ, bé đây thì chỉ có đi biển thế này, lên trên này nó sẽ sắp như tươi luôn. Không, coi như là mình làm giúp vậy. Đi về, ai mình sẽ bán được nhiều hơn. Ông trời còn thương. Bây giờ mình đã trở thành bác sĩ rồi. Yeah! Bây giờ mình sẽ giúp mọi người khó khăn và cứu ông bà. Cốc, 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 có ai ở nhà không? Cốc, 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 có ai ở nhà không? Cháu ơi, cháu vào đi. Bà ngon quá, còn mệt quá bà không ra mở cửa được đâu. Mày cứ mở cửa vào đi. Cháu ơi, cháu là ai? Đến đây có việc gì đấy cháu? Cháu là bác sĩ, xin khám bệnh cho mọi người. Thế à? Ừ. Bà ơi, bà bị làm sao thế? Bà mệt lắm, bà không dậy được. Bà ho, bà chóng mặt. Bà mệt quá cháu ạ. Vâng ạ, các bà ngồi dậy để cháu xem nào. Ừ, cháu giúp bà, để bố giúp bà dậy quá. Ừ, bà mệt quá. Mấy hôm nay không đi làm được, phải ngồi ở nhà. Mệt quá cháu ạ. Bà, bà có nhận ra cháu không? Cháu là ai? Bà chả nhớ gì cả. Cháu là ai nhở? Cháu là Ngày chưa?
cháu là cô bé mà đi thi xong không ai bị mất tiền đúng không? Vâng ạ. Ôi bây giờ cháu đã là bác sĩ rồi cơ à? Vâng ạ. Ôi cháu giỏi quá. Đúng rồi, cháu rất là giỏi đấy. Thế bây giờ cháu đi làm bác sĩ, cháu đi chữa bệnh cho mọi người à? Vâng ạ. Cô là ơi là vì vậy à? Con nhất định chiến thắng khỏi bệnh cho bà. Ờ là cảm ơn con nhá. Bà mệt quá mà nghèo lắm cũng không có tiền để mà đi ra bệnh xá khám suốt ngày rồi con à. Bà ơi, quay ra đây để con kiểm tra nào. Ừ bà cảm ơn con. Các con bây giờ đi với nhà dân như này là tốt. Bà không thể đi được bệnh tật dài nữa rồi. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.